Người giàu đang rời bỏ những quốc gia nào? Có 10 quốc gia dẫn đầu về số lượng người giàu di cư, trong đó có cả những quốc gia phát triển như Anh Quốc, Hàn Quốc hoặc các nước lớn như Ấn Độ, Brazil, v.v. Nhưng giữ kỷ lục vẫn là Trung Quốc. Báo cáo di cư của tài sản cá nhân Henley năm 2024 của công ty tư vấn nhập cư đầu tư quốc tế Henley & Partners giới thiệu cụ thể dòng vốn vào và dòng tiền ra dòng mới nhất của các triệu phú, tức là sự chênh lệch giữa số lượng cá nhân giàu có khả năng đầu tư từ 1 triệu đô trở lên mà chuyển đến một quốc gia và số lượng cá nhân giàu có rời khỏi quốc gia đó. Theo báo cáo trên, thì dự kiến sẽ có 15.200 người Trung Quốc giàu có rút tài sản ròng trong năm nay, so với 13.800 người vào năm 2023. Lý do của sự di cư này đa phần bởi sự bất ổn kinh tế của Trung Quốc, căng thẳng địa chính trị và sự hấp dẫn của các cơ hội ở nước ngoài. Người giàu Trung Quốc vẫn di cư ra nước ngoài trong nhiều năm, nhưng số lượng đột ngột tăng mạnh sau thời kỳ bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán, COVID-19. Theo Henley & Partners, rất khó để biết những người di cư mang theo bao nhiêu tài sản. Ông Andrew Amoy, người đứng đầu nghiên cứu của New World Wealth, cho biết những cá nhân có thu nhập ròng cao thường di chuyển nhiều nhất là những người có tài sản từ 30 triệu đô đến 1 tỷ đô. Các điểm đến ưa thích của người giàu di cư Trung Quốc thường là Hoa Kỳ, Canada, Singapore và trong vài năm trở lại đây, đặc biệt nhiều là đến Nhật Bản. Tại sao lại xảy ra câu chuyện này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngọn ngành trong video hôm nay. Người giàu di cư có ý nghĩa gì? Nước nào cũng có người di cư. Nhưng di cư ồ ạt lại là bất thường, di cư bằng bất cứ giá nào càng bất thường hơn nữa. Rất nhiều người Trung Quốc ngày nay chấp nhận hành trình vạn dặm với thống khổ thường trực và sống chết trong gang tấc để đến bằng được Mỹ quốc. Đây là câu chuyện không còn xa lạ gì trong thế giới đương đại. Ấy là vấn nạn của người Trung Quốc, cũng là vấn nạn của quốc gia phải bất đắc dĩ tiếp nhận họ. Đó vẫn còn là người nghèo di cư. Nhưng nay người giàu cũng di cư ồ ạt, dù không phải là tất cả, nhưng đa phần người giàu ở Trung Quốc ít nhiều đều có liên hệ với chính quyền. Họ biết nhiều thông tin hơn, nói chung là có khả năng ra quyết định tốt hơn, và do có điều kiện kinh tế, có thể cầm cự tốt hơn người nghèo. Một khi người giàu quyết định di cư với số lượng lớn, vấn đề nhất định rất đáng báo động. Đơn cử như trường hợp tiêu biểu của tỷ phú Lý Sa Thành của Hồng Kông. Đây là một người rất giàu và rất có tầm nhìn xa trông rộng. Từ thời ông Đặng Tiểu Bình là lãnh đạo cao nhất của Trung Nam Hải, ông Lý Gia Thành luôn là thượng khách của Trung Quốc. Tất cả các tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc CCP từ Đặng Tiểu Bình hay Giang Trạch Dân hoặc Hồ Cẩm Đào đều gặp riêng Lý Gia Thành để nói chuyện về nhiều vấn đề, vừa là để thu phục giới tinh hoa ở Hồng Kông, vừa là để tiếp nhận những hiểu biết hay lời khuyên quý giá về kinh tế của Lý Gia Thành. Nhưng vào năm 2013, sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, thì không gặp các tập đoàn gia đình lớn ở Hồng Kông hay các nhân vật như Lý Gia Thành nữa. Sau đó, Lý Gia Thành muốn gặp riêng Tập Cận Bình. Ông đã gửi báo cáo thông qua văn phòng Trung ương CCP. Nhưng Lý Gia Thành đã đợi ở Bắc Kinh 2 tuần mà không có hồi âm. Điều này cho ông Lý Gia Thành thấy rằng ông Tập không quan tâm đến kinh tế. Thực tế ngày nay cho thấy Lý Gia Thành đã đọc vị chính xác về Tập Cận Bình. Vậy nên, sau khi Lý Gia Thành trở lại Hồng Kông, ông đã lập tức triệu tập các thành viên quan trọng trong tập đoàn gia đình, rồi quyết định rút khỏi Trung Quốc. Quyết định này đã có từ cách đây 10 năm, tức là vào năm 2014. Sau quyết định này, Lý Gia Thành lặng lẽ bán rất nhiều bất động sản ở Thượng Hải. Đến năm 2015, người ta mới phát hiện việc này. Khi ấy có một bài viết trên mạng là "Đừng để Lý Gia Thành bỏ chạy". Sự nổi tiếng của bài viết này đã khiến ngoại giới mới bắt đầu chú ý đến việc thoái vốn lớn của Lý Gia Thành. Lúc đó, bất động sản ở Trung Quốc vẫn đang được thổi giá để đến năm 2016 mới đạt đỉnh. Nhưng kiểu bong bóng bất động sản đó sẽ không tồn tại lâu. Nói cách khác, Lý Gia Thành đã nhìn thấy ngày này của thị trường bất động sản và nền kinh tế Trung Quốc từ 10 năm trước. Khi Lý Gia Thành làm ăn, ông đều lưu lại một khoảng lùi.
Ông không bao giờ để nước đến chân mới nhảy. Chia lợi nhuận cũng để người khác phần hơn. Nếu làm ăn thì tuyệt không kiếm đồng tiền cuối cùng. Nghĩa là thoái vốn từ sớm trước khi thị trường sụp đổ. Mà bởi vì Lý Gia Thành có quá nhiều tài sản ở Trung Quốc, nếu ông muốn bán thì phải bán càng nhanh càng tốt. Ông đã bắt đầu bán bất động sản ở Trung Quốc từ năm 2014, chỉ 2 năm là bán hết. Nên ông là một người cực kỳ lợi hại, một người rất có tầm nhìn. Rất nhiều người trong giới chủ làm ăn lớn đều hết sức coi trọng những động thái hay quyết định của Lý Gia Thành. Đa phần họ đi sau ông, cả quyết định về di cư cũng vậy. Kỳ thực, không chỉ có Lý Gia Thành hay những người giàu là có tầm nhìn, những nhân vật trong giới trí thức tinh hoa cũng hết sức nhạy cảm với tình hình xã hội. Một trong các nhân vật đó chính là nhà khoa học Albert Einstein. Tiên đoán tài tình về nước Đức dưới thời Hitler và sự quyết đoán của Einstein. Chúng ta hẳn đều biết Einstein là một nhà vật lý học vĩ đại, nhưng không chỉ có thế mà nhận thức và khả năng phán đoán về chính sự của ông cũng nhạy bén hơn hẳn người thường. Ông đã từng nói rằng quốc gia được dựng nên là vì người dân, nhưng người dân tồn tại không phải vì quốc gia. Câu nói này của Einstein sau này đã được khắc tại những nơi công cộng của nước Đức nhằm nhắc nhở về quyền lực của người dân với quốc gia. Trong cuốn Tiểu sử của Einstein có thuật lại một đoạn như sau. Vào cuối năm 1932, Einstein rời khỏi Berlin để đi Mỹ giảng dạy. Trước lúc đi, ông đã nói với vợ của mình rằng: "Lần này em hãy ngắm thật kỹ căn biệt thự của em nhé, em sẽ không còn được nhìn thấy nó nữa đâu." Người vợ nghĩ rằng ông đang nói đùa mà Einstein cũng không giải thích gì thêm. Sau đó liền cùng vợ lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà. Thì ra mấy năm trước, Einstein quan sát thời cuộc đã dự cảm thấy một mối nguy hiểm lớn sẽ đến. Quả nhiên, ngày 30 tháng 1 năm 1933, hơn một tháng sau khi Einstein rời khỏi Berlin, Hitler chính thức nhậm chức Thủ tướng Đức, đưa nước Đức bước vào thời đại của Đức Quốc xã. Vào thời điểm đó, Tổng lãnh sự quán Đức tại Mỹ đã yêu cầu Einstein phải lập tức trở về Đức. Einstein đã từ chối một cách lý trí. Đồng thời vào ngày 10 tháng 3 năm 1933, ông đã trả lời phỏng vấn của Điện báo Thế giới New York, trong đó tuyên bố rằng, chỉ cần tôi còn có thể lựa chọn, tôi chỉ muốn sống ở một đất nước giống nước Mỹ thế này. Điều mà quốc gia này thực hiện chính là công dân có quyền tự do, khoan dung và bình đẳng như nhau trước pháp luật. Mà quyền tự do công dân có ý rằng người ta có thể tự do dùng ngôn ngữ và lời văn để biểu thị niềm tin chính trị của mình. Khoan dung có nghĩa là tôn trọng người khác, vô luận niềm tin đó có thể là gì đi nữa. Tuy nhiên, những điều kiện như vậy lúc này không hề tồn tại ở Đức, bởi vì những người có cống hiến đặc biệt to lớn cho sự nghiệp hòa giải quốc tế đang phải hứng chịu bức hại ở đó. Trong số họ có rất nhiều là các nhà nghệ thuật hàng đầu. Trong lúc Einstein công khai những điều này, thì làn sóng phát xít bên trong nước Đức cũng càng ngày càng dâng cao. Đến tháng 5 cùng năm, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Đức Quốc xã là Goebbels, tín đồ trung thành của Hitler, bắt đầu công khai đốt sách có nội dung không phù hợp với tư tưởng của Đức Quốc xã. Tuyệt đại đa số các giáo sư, học giả Đức trong nước vì để bảo vệ bản thân dưới uy quyền của Đức Quốc xã chỉ đành nước chảy bèo trôi theo thời cuộc. Không lâu sau, Einstein trở thành đối tượng bị báo chí nước Đức công kích. Berlin cũng bắt đầu mở màn xét xử vắng mặt nhằm vào Einstein. Trong trang đầu tiên của cuốn Kẻ thù của chế độ Hitler do Goebbels chỉ thị xuất bản là hình ảnh của Einstein. Trong phần chú thích bên cạnh, không những liệt kê tội trạng của Einstein, cuối cùng còn có một câu thế này: còn chưa treo cổ. Quả thực, Einstein với phẩm hạnh cao quý, nếu như còn ở lại nước Đức thì hậu quả khó tưởng tượng. Chẳng hạn như nhà toán học George Pilcher, bạn của Einstein, đã chết thảm hại trong trại tập trung của Đức Quốc xã chỉ vì mang thân phận người Do Thái. Cho nên, khi Einstein nhìn thấy được nước Đức sắp rơi vào sự thống trị của Đức Quốc xã, ông đã không do dự rời khỏi nước Đức để thoát khỏi nơi nguy hiểm. Người giàu Trung Quốc chọn Nhật Bản để di cư, cái tát vào bộ máy tuyên truyền của Trung Nam Hải. Ngoài điểm đến Mỹ Quốc, người giàu Trung Quốc vài năm gần đây còn lựa chọn thêm Nhật Bản làm nơi tị nạn và sinh cơ lập nghiệp.
Theo số liệu mới nhất do Cục xuất nhập cảnh Bộ Ngoại giao Nhật Bản công bố ngày 22 tháng 3 năm 2024, tổng số người nước ngoài tại Nhật Bản vào cuối năm 2023 là 3.410.992 người, tăng 10,9% so với năm 2022. Trong đó, Trung Quốc có số dân lớn nhất với 821.838 người, tăng 60.275 người so với năm 2022. Người Trung Quốc chiếm 24,1% tổng số người nước ngoài tại Nhật Bản, tăng 7,9% so với năm 2022. Trong 2 năm qua, số lượng người Trung Quốc sống ở Nhật Bản không ngừng tăng lên. Tổng số người Trung Quốc tại Nhật Bản vào năm 2021 là 716.606 người, tăng lên thành 761.563 người vào năm 2022 và tăng vọt lên thành 821.838 người vào năm 2023 sau khi CCP dỡ bỏ Zero Covid. Họ đa phần chọn Tokyo làm nơi định cư. Cứ khoảng 3 người Trung Quốc ở Nhật Bản thì có một người ở Tokyo. Những người Trung Quốc giàu có định cư ở Tokyo đã thúc đẩy làn sóng bất động sản cao cấp mới tại thành phố này. Đồng thời, do một lượng lớn người Trung Quốc, đặc biệt là những người giàu có, đã định cư ở Nhật Bản, nên dư luận tin rằng họ có thể có tác động nhất định đến xã hội Nhật Bản. Xưa nay, bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc vẫn tuyên truyền về nỗi hận, yêu nước là phải hận Mỹ Quốc, hận Nhật Bản, hận phương Tây, vân vân. Nhờ đó, CCP có được tính chính danh vì nó thể hiện như là tổ chức đoàn kết các lực lượng giữ gìn thể diện cho Trung Quốc. Đặc biệt là Nhật Bản xưa nay đều bị truyền thông chính thống của CCP coi như kẻ thù số 1 của Trung Quốc. Ở Trung Quốc, biểu tình bị nghiêm cấm và trừng trị thẳng tay, trừ biểu tình chống Nhật, nên công chúng trong và ngoài nước Trung Quốc mới được chứng kiến những cuộc biểu tình chống Nhật rất lớn ở quốc nội vào những năm 2005 và 2012. Trong những cuộc biểu tình này, nhiều hàng hóa, ô tô, cơ sở kinh doanh của người Nhật ở Trung Quốc đã bị đập phá, lăng nhục. Những hành động chống Nhật không chỉ có vậy. Chẳng hạn, vào ngày 1 tháng 6 vừa rồi, người dân Nhật Bản phát hiện một cột đá tại đền Yasukuni ở quận Chiyoda, Tokyo, đã bị phá hoại bằng sơn đỏ phun chữ Toilet. Sở cảnh sát Tokyo ngay lập tức xem lại camera giám sát và truy bắt thủ phạm. Cùng lúc đó, một người đàn ông nổi tiếng trên mạng Trung Quốc mang nickname Thiết Đầu, Tato, tự phơi bày hành vi của mình, còn công khai video ghi lại hành động vi phạm. Đầu tiên, anh ta trèo lên cây cột đá có viết 4 ký tự của đền Yasukuni trên đó để tiểu tiện. Sau đó lấy ra lọ xịt sơn màu đỏ đã chuẩn bị từ trước, rồi viết chữ Toilet lên cột đá. Nhân vật Thiết Đầu này là một sản phẩm điển hình của chính sách tuyên truyền hận thù với Nhật Bản của Trung Quốc. Chớ trêu thay, Mỹ và Nhật lại là hai quốc gia được người Trung Quốc, đặc biệt là người giàu, lựa chọn để làm nơi định cư mới. Tháng 5 năm 2022, ông Vương Thanh, ông chủ của công ty kế hoạch phúc lợi Nhật Bản Trung Quốc, đăng một bài viết trên kênh truyền thông tài chính Nhật Bản Diamond và kể câu chuyện về hai người bạn của mình. Ông cho biết làn sóng nhập cư vào Nhật Bản này bắt đầu từ giai đoạn giữa và cuối của đại dịch viêm phổi Vũ Hán COVID-19. Vào thời điểm đó, hầu hết những người rời Trung Quốc đều gặp phải một số rủi ro. Ông Lee Hóa Danh cũng là người nhập cư đến Nhật Bản từ Thượng Hải trong tình hình kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt. Ông cho biết lý do lớn nhất khiến gia đình ông di cư đến Nhật Bản là vì việc học hành của con cái và để tránh bị tẩy não bởi những tuyên truyền chính trị của CCP. Hóa ra, người ta đều biết rõ rằng CCP vẫn nói láo và sự thật là quyết định lựa chọn Nhật Bản của giới nhà giàu Trung Quốc chính là một cái tát vào mặt bộ máy tuyên truyền của Trung Nam Hải. Hôn quân cai trị chẳng khác gì đuổi dân. Người Trung Hoa xưa có câu thành ngữ Vi uyên khu ngư giả, tháp giã, vi tùng khu tước giả, ưng giã, vi thang vũ khu dân giả, kiệt giữ trụ giã. Tạm dịch là giái cá khiến cho cá chạy đến chỗ đầm nước, diều hâu khiến cho chim sẻ chạy vào rừng rậm, hạ kiệt và trụ vương khiến cho dân chúng chạy đến chỗ thang vũ. Hạ kiệt là hôn quân cuối triều nhà Hạ, bị thay thế bởi thương thang của triều nhà Thương. Còn Trụ Vương là hôn quân cuối triều nhà Thương, bị thay thế bởi Chu Vũ Vương của triều nhà Chu. Câu thành ngữ dùng hình ảnh giái cá xua cá đến đầm nước và chim ưng xua chim sẻ vào rừng làm ví dụ để nói lên rằng vua Kiệt, vua Trụ thi hành chính sách tàn bạo
khiến dân chúng đều chạy trốn tới chỗ Thành Thang, Vũ Vương, kết quả làm lợi cho người khác mà lại chuốc họa vào thân. Câu thành ngữ này về sau dùng để ví một quốc gia hoặc một chính quyền do nguyên nhân chủ quan mà đánh mất lòng dân. Các câu thành ngữ vi uyên khu ngư, đuổi cá đến chỗ nước sâu, vi tùng khu tước, đuổi chim sẻ vào rừng cũng bắt nguồn từ đây. Người xưa có câu hiền tài là nguyên khí của quốc gia, bởi vì hiền tài có tri thức để xây dựng đất nước, còn người giàu có sở hữu của cải để làm quốc gia phú cường. Trong đó cũng nhiều người có tri thức và sự nhạy bén như tỷ phú Lý Gia Thành. Mất đi lực lượng này, quốc gia mất đi nguyên khí và ắt sẽ suy sụp. Chính vì vậy, Tần Thủy Hoàng đã nghe lời tâu của Lý Tư để thu hồi lại Trục Khách Lệnh, là lệnh đuổi những hiền tài có xuất thân từ 6 nước thời chiến quốc đang phục vụ nước Tần. Đồng thời, sau khi thống nhất Trung Hoa, ông còn cho di chuyển 12 vạn hộ giàu có từ các nơi về kinh đô Hàm Dương, cũng tức là tập trung sự thịnh vượng vào trung tâm của quốc gia, không để nguyên khí tản mát. Trị dân mà đi đến chỗ đuổi dân, xưa có Kiệt Trụ, nay có Trung Nam Hải. Người quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Cổ nhân có câu, quân tử bất lập vu nguy tường chi hạ, tạm dịch là người quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Đó chính là người quân tử thì nên tránh xa nơi nguy hiểm ra. Điều này không phải nói rằng người quân tử tham sống sợ chết, mà ý nói rằng người quân tử quyết không nên trở thành vật hy sinh một cách dại dột, cần biết cách tránh khỏi nguy hiểm một cách lý trí. Vậy nên, người xưa mới lại có câu, chim khôn lựa cây mà đậu, tôi hiền chọn chúa mà thờ. Những người dân Trung Quốc lặn lội nửa vòng trái đất để dù sống chết gì cũng phải đến được nước Mỹ, giới nhà giàu Trung Quốc đổ về Nhật Bản để định cư. Hơn 432 triệu người Trung Quốc đăng ký thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc trên mạng bằng hóa danh hoặc tên thật v.v. Tất cả họ đều không muốn cùng chung vận mệnh với chính quyền Trung Nam Hải, bởi vì không ai muốn đứng dưới một bức tường sắp đổ.